Xem rút ngay bỏ lưới nha anh em. Khói như tàu lửa ở trời. Lúc này bộ lưới quá hấp dẫn luôn, cháy mấy luôn rồi, đúng xong lưới dắt thay mấy luôn, quá chạy hơn siêu xe luôn á. Bô này còn hơn bô Lamborghini nữa. Cố gắng quay thật đẹp cho anh em xem cho đẻ nha anh em. Wow, đổ khói từ lúc bủa tới lúc giờ mé luôn trời. Chị vậy nó ngàn mấy vô nở không? Giờ mé, giờ mé. Giờ mía chuẩn bị gì nè. Đó, giờ mía anh em. Vậy mà cũng còn lưới vậy? Vừa hết lưới luôn. Bớt ghe em khác đứng cứ ngắt luôn trời. Ghi chạy không có chút lớn hơn. Đấy. Bớt ghe em khác đứng cứ ngắt luôn nè. Đó, máy nhảy dũng á. Có anh lúc này mini nào đây ông chị lại đây, anh đi chị chậm quá không, nãy chị nhanh lên cầm mía à. Cầm này nè, em kéo bãi đi, tôi ra đâu cầm đâu. Đâu cho cầm à? Ừ. Có thấy ké nổ lưới không? Đấy, vậy chim trong lưới rồi. À, chim này wow, chim. Chim là nó trò ké trong lưới nè anh em. Chim là nó trò ké trong lưới. Không chịu bạn, không chịu lấy. Không chịu giờ khi quay túi lung tung hết vậy. Có một xuồng nào lại dắt đỡ khi quay quay. Bạn Nhĩ Dũng. Đó, có anh dưới nước nhảy dũng mí anh em. Dũng mí đã ké nó khỏi ra đầu mí. Không.
Đi bốn anh nè, anh thiền trưởng nữa, bốn mơ. Thứ vé trời này nè. Đó. Để theo dõi thử anh đánh được ké không nha. Xe con hốt ghe kéo rồi đây. Mang lưới gì lại giờ này kéo ra xeo kéo. Chưa ông nào ra kéo hết nè. Anh này Dũng á. Nheo đâu, quăng nheo đâu. Đằng xe cái anh mình chụp ra cửa. Chim con trò. À, anh Nhĩ Dũng, còn anh Bơ Thúng như bê anh trên ghi nữa anh em. Mấy đâu, mấy ra hoài rồi và mấy nữa. Dũng liên tục. Chim còn tròn, chim bay mất hết rồi. Dòm. Giờ lấy gương lặng dòm. Ủa, thúng bờ gớ.